Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi dậu tháng 9 âm lịch năm 2020 Về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận Mời các bạn cùng theo dõi nhắc tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi dậu. Đề phòng kẻ xấu, dễ vướng thị phi. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi dậu. Bản mệnh cần phải có lòng đề phòng kẻ xấu nếu không muốn mình vướng phải những mâu thuẫn thị phi không đáng có. Tử vi tháng 9 âm lịch này của người tuổi dậu có tốt có xấu, nhưng yếu tố xấu vẫn chiếm đa số, vì thế mà bản mệnh cần hết sức tập trung cho công việc, chú ý điều hòa các mối quan hệ nếu không muốn mình vướng phải nhiều chuyện mâu thuẫn, thị phi. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động xấu của cục diện dậu Tuất tương hại, bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều biến cố, những rắc rối có thể xảy ra bất ngờ. Hãy luôn chú ý đến các mối quan hệ xung quanh mình, không nên dễ dàng tin theo lời kẻ khác nếu không dễ bị hãm hại lúc nào chẳng hay. Bạn cũng có thể phải lao động vất vả trong tháng này nhưng công lao nhận lại chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên, bạn chớ vội tuyệt vọng, bởi những cố gắng của bạn ắt sẽ được một vài người trông thấy, các tinh thái dương sẽ cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân. Phương diện tài lộc cũng không có nhiều điểm sáng trong tháng này, điều đó chứng tỏ bạn sẽ phải cố gắng hơn trước đó rất nhiều bạn không nên vội vàng tin theo lời rủ dê của những người không đáng tin cậy đặc biệt là những người đã lâu không liên lạc nay lại bất ngờ nối lại các mối quan hệ người làm đầu tư kinh doanh cũng thường xuyên bỏ lỡ cơ hội đầu tư do trần trừ do dự không dám bước ra khỏi vùng an toàn không dám đưa ra những quyết định dứt khoát tuy nhiên trái ngược lại với những rắc rối gặp phải trong công việc và tài lộc thì tình cảm của bản mệnh lại khá sáng sủa Do có các tinh thái dương và thiên diêu phù trợ mà bạn dễ dàng thể hiện được nét quyến rũ trong ngoại hình cũng như tính cách của mình, giúp thu hút ánh mắt của nhiều người khác giới. Bạn có nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi dậu âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi dậu. Sự nghiệp của bản mệnh chịu nhiều tác động xấu của cục diện tương hại nên thuận lợi thì ít mà rắc rối thì nhiều thời điểm này tốt nhất là bạn nên giữ tinh thần ổn định lạc quan tích cực không nên bị những yếu tố bên ngoài tác động quá lớn dẫn đến những hành động sai trái trong các mối quan hệ với đồng nghiệp bạn thường phải tiếp xúc nhiều với những kẻ xấu tính những người luôn tìm thời cơ để hãm hại hạ bệ bạn vì thế bạn không nên vội vàng tin theo lời người khác cũng đừng nên để những lời khích bác khiến mình trở thành người nóng giận nông nổi khiến mọi người có cái nhìn xấu về mình nếu làm lãnh đạo, bạn cần phải giữ vững lập trường của bản thân, luôn lắng nghe đa chiều, không vội tin theo lời của những kẻ su nịnh. Bản mệnh cần phải có cái nhìn thấu đáo và sắc sảo để nhận ra ai là người tốt cần phải trọng dụng và ai là kẻ xấu, cần phải dần loại trừ. Tháng 9 này, có thể bạn sẽ phải lao động khá là vất vả đấy, tuy nhiên thành quả thu về lại chẳng được bao nhiêu. Song dù có thể nào đi nữa, bạn cũng chớ nên buồn giàu thất vọng thậm chí nghĩ tới việc bỏ cuộc bởi biết đâu nếu bạn cố gắng thêm chút ít nữa là có thể vươn tay chạm tới thành công thì sao nguyệt lệnh lâm tử cho thấy thời điểm này bạn nên cố gắng chậm mà chắc tránh nóng lòng theo đuổi danh lợi muốn đốt cháy giai đoạn nên thực hiện những việc không đường hoàng bạn cần dành thời gian để suy nghĩ sâu xa hơn về mọi việc đưa ra những tính toán kỹ lưỡng và những kế hoạch cụ thể nếu có gì còn chưa rõ, bạn nên bàn bạc thảo luận thêm với những người đáng tin cậy, chớ nên lầm lũi làm mọi việc một mình, dễ vướng vào sai sót. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi Dậu âm lịch về phương diện tài lộc. Con đường tài lộc của người tuổi Dậu phải trải qua nhiều gian truân, vất vả trong tháng này. Bạn chớ vội nóng lòng kiếm tiền mà đi theo con đường làm giàu bất chính, nếu không dễ vướng vào vòng lao lý, tiền bạc cũng chẳng thấy đâu trong khoảng thời gian phạm vào cục diện tương hại như thế này bạn chớ nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời rủ dê của người ngoài nếu muốn làm giàu bạn cần phải bước từng bước vững chắc chứ không phải là mơ mộng đến việc trở thành tỷ phú trong một đêm rất ít người có thể làm được điều ấy và chắc hẳn bạn cũng khó có khả năng làm được như vậy nguyệt lệnh lâm tử cho thấy bạn khó làm giàu được cũng vì bạn thường xuyên trần trừ do dự để lỡ cơ hội một cách đáng tiếc bạn vốn rất thông minh có ánh nhìn tinh tế và chuẩn xác trong công việc vì thế nếu thấy cơ hội thì nên nhanh chóng nắm bắt không nên e rè tự đánh giá thấp khả năng của mình thái dương cát tinh phù trợ giúp nam mệnh gặp nhiều may mắn hơn nữ mệnh quý nhân vẫn có thể xuất hiện giúp bạn ít nhiều giải quyết được khó khăn trước mắt bạn nên học hỏi những người xung quanh nhiều hơn đồng thời chủ động tích cực hơn khi giải quyết vấn đề tin rằng bạn sẽ gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý giá tháng này dù chưa đạt được mục đích mà mình đặt ra tiền vào trong túi cũng không dư giả nhưng bạn chớ vì thế mà buồn giàu thất vọng ủ rũ hãy giữ niềm tin vào tương lai và luôn có một trạng thái tâm lý tích cực bởi biết đâu tinh thần lạc quan của bạn sẽ ghi điểm trong mắt một quý nhân nào đó thì sao lúc ấy bạn hẳn sẽ được giới thiệu cho nhiều kinh nghiệm quý báu lắm đấy tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi Dậu âm lịch về phương diện tình duyên đường tình duyên của người tuổi dậu khá sáng sủa so với hai phương diện là sự nghiệp và tài lộc tuy nhiên dưới tác động của tương hại thì bạn vẫn phải đối diện và giải quyết một vài vấn đề càng nhanh càng tốt dường như giữa các cặp vợ chồng đang ngấm ngầm tồn tại những bất đồng về quan điểm và lối sống hai người cần nhanh chóng thảo luận và bàn bạc để có thể đưa ra ý kiến nhất trí chung nếu không về lâu về dài dễ rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng hãy tìm cách hâm nóng tình cảm để quan hệ vợ chồng lại được như xưa một số cặp vợ chồng vì quá bận rộn với sự nghiệp của riêng mình nên không còn nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, vì thế khiến cho tình cảm giữa các thành viên trong gia đình dần lạnh nhạt. Bạn cần hiểu rằng tài chính thì quan trọng thật đấy, nhưng tình cảm mới là điều thực sự quý giá, đã mất rồi thì khó lòng bù đắp lại. Xem thêm rào cản tình yêu của 12 con giáp. Trái ngược với những vấn đề rắc rối của người đã lập gia đình thì người độc thân lại có vận đào hoa khá rực rỡ trong thời điểm này. Thiên Diêu là các tinh chủ về đào hoa cho thấy bạn dễ dàng thể hiện được sức hút từ chính bản thân mình, nhờ thế mà bạn chinh phục được ánh nhìn của rất nhiều người khác phái. Bạn có thể giữ quan hệ với một vài đối tượng triển vọng và dành thêm nhiều thời gian để hiểu kỹ hơn về đối phương. Bạn không nhất thiết phải vội vàng đến với ai, tìm hiểu càng kỹ càng thì bạn càng tránh được nhiều tổn thương trong tương lai. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi dậu âm lịch về phương diện sức khỏe vì phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sự nghiệp nên tinh thần của người tuổi dậu không được tốt bạn thường xuyên đa sầu đa cảm lo nghĩ về tương lai mà không biết hoặc không muốn chia sẻ với bất cứ ai điều này ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất của bạn không ít thì nhiều vì vậy để cải thiện tình trạng này bạn hãy học cách mở lòng ra với mọi người nỗi buồn được chia sẻ sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều bên cạnh đó dù công việc có bận rộn đến mấy bạn cũng cần chú ý thời gian nghỉ ngơi đúng giờ hợp lý chỉ khi đầu óc đủ tỉnh táo bạn mới có thể đối diện và giải quyết những nan đề mà cuộc sống đặt ra cẩm nang vượng vận một đinh dậu hỏa nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết tinh thần mệt mỏi không muốn cố gắng phấn đấu khó đạt được sự phát triển quý nhân tỵ sửu tiểu nhân tý ngọ Màu sắc may mắn: trắng, xám. 2. Kỷ dậu, thổ, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết: không thích hợp đầu tư, kinh doanh, mở rộng sản xuất, thường xuyên do dự để lỡ cơ hội. Quý nhân: Thìn, thân, tiểu nhân, Mão, Tuất, màu sắc may mắn: đen, đỏ. 3. Tân dậu, mộc, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết: tinh thần không phấn chấn, thường hay lo lắng, tình hình sức khỏe khó có cơ hội cải thiện quý nhân, tuất, tỵ, tiểu nhân, dậu, tý, màu sắc may mắn, vàng, hồng. 4. Quý dậu, kim, nam la hầu, nữ kế đô, khẩu quyết, nhận được sự quan tâm của nhiều người, nên mở rộng mối quan hệ. Quý nhân, sửu, thìn, tiểu nhân, ngọ, mão, màu sắc may mắn, nâu, bạc. 5. Ất dậu, thủy, nam kế đô, nữ thái dương, khẩu quyết, vợ chồng thiếu quan tâm chăm sóc lẫn nhau, tình cảm lạnh nhạt, dễ đồng sàng dị mộng. Quý nhân, thân, tuất, tiểu nhân, tuất, dậu, màu sắc may mắn, cam, xanh. Tử vi tuổi dậu tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tháng bính tuất, nguyệt lệnh là tiết khí hàn lộ và xương giáng. Trong tháng mậu tuất dương khí được trái đất hấp thụ nên không khí không còn nhiều hơi ấm. Ngũ hành thủy bị khống chế nên hàn tính từ âm khí bắt đầu phát tác. Tháng 09 âm lịch là tháng địa chi tuất, theo kinh dịch tháng 9 âm lịch thuộc quẻ bác, quẻ bác có đặc điểm đó là một hào dương trên cùng, dưới có năm hào âm tượng của dương khí tiêu mòn, nhiệt độ lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt, các loài sinh vật trốn tránh đi nơi khác hoạt động hoặc ẩn náu hết, âm khí cực thịnh nên vạn vật tiêu điều, sự sống ngưng trệ, yếu ớt. Từ vi tuổi dậu tháng 9 âm lịch có tốt có xấu, nhưng yếu tố xấu vẫn chiếm đa số, vì thế mà bạn cần hết sức tập trung cho công việc, chú ý điều hòa các mối quan hệ nếu không muốn mình vướng phải nhiều chuyện mâu thuẫn, thị phi. Trên nhiều phương diện trong cuộc sống. Dưới tác động xấu của cục diện dậu tất tương hại, người tuổi dậu cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều biến cố, những rắc rối có thể xảy ra bất ngờ. Trong tháng này, tốt nhất là bạn nên giữ tinh thần ổn định, lạc quan, tích cực không nên bị những yếu tố bên ngoài tác động quá lớn dẫn đến những hành động sai trái bạn luôn cần phải giữ vững lập trường của bản thân và có nhìn nhận mọi việc ở lăng kính đang chiều quan trọng nhất bạn phải biết quan sát và lắng nghe mọi việc xung quanh không vội tin theo những lời su nịnh dùng con mắt sắc sảo để nhìn ra ai là người tốt bụng sẽ luôn bên bạn và ai là kẻ tiểu nhân sẵn sàng đâm sau lưng bạn trong các mối quan hệ với đồng nghiệp bạn thường phải tiếp xúc nhiều với những kẻ xấu tính những người luôn tìm thời cơ để hãm hại hạ bệ bạn vì thế bạn không nên vội vàng tin theo lời người khác cũng đừng nên để những lời khích bác khiến mình trở thành người nóng giận nông nổi khiến mọi người có cái nhìn xấu về mình đôi khi một điều nhịn chín điều lành trong khoảng thời gian phạm vào cuộc diện tương hại như thế này bạn chớ nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời rủ dê của người ngoài nếu muốn làm giàu bạn cần phải bước từng bước vững chắc chứ không phải là mơ mộng đến việc trở thành tỷ phú trong một đêm rất ít người có thể làm được điều ấy và chắc hẳn bạn cũng khó có khả năng làm được như vậy bạn nên giữ niềm tin vào tương lai và không bao giờ từ bỏ ước mơ của bản thân thì con đường thành công cách bạn không xa bạn vốn rất thông minh có ánh nhìn tinh tế và chuẩn xác trong công việc vì thế nếu thấy cơ hội thì nên nhanh chóng nắm bắt không nên e rè tự đánh giá thấp khả năng của mình đôi khi cơ hội chỉ đến với bạn một lần tình duyên của người tuổi dậu khá sáng sủa so với hai phương diện là sự nghiệp và tài lộc tuy nhiên dưới tác động của tương hại thì bạn vẫn phải đối diện và giải quyết một vài vấn đề càng nhanh càng tốt với những người tuổi dậu đã lập gia đình thì cần nhanh chóng thảo luận và bàn bạc để có thể đưa ra ý kiến nhất trí chung nếu không về lâu về dài dễ rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng hãy tìm cách hâm nóng tình cảm để quan hệ vợ chồng lại được như xưa dường như nhiều cặp vợ chồng tuổi dậu đang lao vào công cuộc kiếm tiền mà bỏ bê không quan tâm chăm sóc tình cảm gia đình. Bà cần hiểu rằng tài chính thì quan trọng thật đấy. Nhưng tình cảm mới là điều thực sự quý giá, đã mất rồi thì khó lòng bù đắp lại. Trái ngược với những vấn đề rắc rối của người đã lập gia đình thì người độc thân lại có vận đào hoa khá rực rỡ trong thời điểm này. Tử vi tuổi dậu tháng 9 âm lịch vì phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sự nghiệp nên tinh thần của người tuổi dậu không được tốt bạn thường xuyên đa sầu đa cảm lo nghĩ về tương lai mà không biết hoặc không muốn chia sẻ với bất cứ ai điều này ảnh hưởng không ít thì nhiều đối với sức khỏe thể chất của bạn vì vậy để cải thiện tình trạng này bạn hãy học cách mở lòng ra với mọi người nỗi buồn được chia sẻ sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều bên cạnh đó dù công việc có bận rộn đến mấy bạn cũng cần chú ý thời gian nghỉ ngơi đúng giờ hợp lý chỉ khi đầu óc đủ tỉnh táo bạn mới có thể đối diện và giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống mà bạn đang gặp phải bên cạnh đó bạn cần phải có chế độ ăn phù hợp không được bỏ bữa đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới sản sinh đầy đủ năng lượng mà cơ thể cần cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại